leader thì năng lượng chúng ta phải luôn luôn vậy các bạn ơi. Tích cực. Các bạn y như là một cái nguồn năng lượng tích cực để tạo phát cho mọi người. Ok không? Ok không ạ? Cái này là các bạn quyết định không được. Cái này là các bạn luôn luôn hiểu. Các bạn y như là cái nguồn năng lượng tích cực của bạn luôn. Truyền tải cho người khác mình, bởi vì chỉ có cái năng lượng tích cực khi mà bạn truyền đến cho người khác mà người ta cảm nhận được thì cuộc sống người ta mới thay đổi. Các bạn hiểu ý của đâu ạ? Suy nghĩ người ta mới thay đổi rồi. Các bạn nên nhớ cái điều này. Cái thứ hai là bạn phải biết định hình tương lai của người khác. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Khơi gọi tâm thức cái tương lai của người khác bạn. À, người ta chỉ thú vị với cái tương lai mà người ta sẽ thay đổi, mà chính các bạn ấy luôn suy nghĩ về tương lai của mình. Ok chưa? Mình luôn bắt đầu bạn một ngày mới là phải như thế nào? Định hình cái tương lai của mình. À, luôn luôn năng lượng tuyệt vời, luôn luôn dùng những cái ngôn từ mà đánh thức người khác vậy. Mình luôn đánh thức tiềm năng người các bạn. Các bạn thấy những cái điều này có tuyệt vời không? Vậy thì trong 2 ngày đó mình làm cái gì nữa? Ok chưa? Các bạn biết cái bộ não của con người ạ? À, nó có gì ạ? Bên này là nó có não, trái, não, phải, ok, và cái phần này các bạn thấy nó rất là bự. Ok chưa? Người ta gọi là tiềm thức. Ok chưa? Tiềm thức. À, một người làm lãnh đạo. Ok chưa? Là một người phải biết gì ạ? À, biết cách gì? Sử dụng não trái, sử dụng não phải và đánh thức gì ạ? Tiềm thức. Chúng ta là kết hợp cả ba thứ. Ok chưa? Nên là trong cái chương trình 2 ngày á là mình kết hợp cả ba cái yếu tố này và trong chính cái con người của bạn, nên các bạn mới được đánh thức dậy. Các bạn nhận ra điều này chưa? Ok các bạn ơi. Não trái nó thiên về cái gì ạ? Đúng rồi, nó thiên về logic, những cái con số, những cái số liệu, data. Các bạn nhận ra điều này chưa? À, vậy thì chúng nói về những đó thì các bạn rất là rành. Vì sao các bạn rành? Hồi kia học các bạn học có đó nhiều không? Nhiều. Bây giờ biết sử dụng làm gì tới liền cô. Các bạn học rất là nhiều. Các bạn nhận ra điều này chưa? Vậy là các bạn luyện cái não trái kỹ chưa? Rất là kỹ. Ok, luyện kỹ quá nên cái não trái giờ nó rất là bự. Ok mà nó là thay đổi nó khó là vậy đó. Não phải là nó đi về cái gì ạ? Nó đi về cái gì bạn ơi? Đúng rồi, nó là cái cảm xúc, nó là hình ảnh, nó là sự sáng tạo. Ok chưa? À, đứa nào nó đam mê âm nhạc nè. Ok chưa? Nó đam mê vẽ hội họa nè. Ok. Nó có tình cảm nè, tức là việc với con người nè. Nên những đứa đó là nó phát triển gì? Não phải. Ok chưa? Và cái phương pháp đào tạo mới là chúng ta phải đào tạo nó như thế nào, nó cắn cả bạn không có đào tạo thiên về một à. Các bạn nhận ra điều này chưa? À, chúng ta có đào tạo thiên về là trái hoặc là não phải không thì cũng không có tốt. Chúng ta phải đào tạo cho nó các bạn. Đó là lý do vì sao bạn thấy hiện tại Bambi đó mà đào tạo nó theo phương pháp rất là căn bản. Các bạn hiểu ý cô nào ạ? Nó vừa phát triển nó phải mà vừa phải triển gì? Não phải. Tuy nhiên cái đó là một người đào tạo giỏi, một người lãnh đạo giỏi là đã biết đào tạo, nhưng mà người lãnh đạo xuất sắc là phải biết cái gì các bạn ơi? Đánh cái gì ạ? Đánh thức cái gì ạ? Cái này tôi qua họ dạy đánh thức những cái nguồn lực, cái sức mạnh nhất ở trong cái bộ não của họ dạy. Ok, đánh thức những cái tế bào này dạy. Các bạn hiểu ý của nó không ạ? Chính các bạn cũng phải thức dậy. Ok chưa? Rồi các bạn làm cho nhân viên, khách hàng, những ai làm việc với cuộc đời của chúng ta, họ cũng phải gì á? Họ thức dậy. Chúng ta phải kết hợp ba cái yếu tố này bằng cách các bạn thấy ạ. Trong 2 ngày liên tục các bạn yêu, mình yêu cầu các bạn phải tuyên bố liên tục, có không? Có các bạn ơi, tuyên bố liên tục. Ví dụ tại sao tuyên bố nó giúp cho ta đánh thức tiềm thức bạn? Tiềm thức là thường thường chúng ta bị cài đặt ngay từ nhỏ. Ví dụ bố mẹ là nói là cái điều đó mày làm không có được đâu. Ok chưa? Tướng mày làm được cái gì? Cái tiềm thức nó cảm giác chúng ta như thế nào? Không, không gì cả, không làm được, không tự tin. Các bạn nhận ra điều này chưa? Thì bạn cứ bạn tuyên bố lại, bạn nói tôi là người tự tin, tôi vô cùng tự tin, tôi là người tự tin. Các bạn tuyên bố liên tục nói như vậy. Bạn tuyên bố lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, bạn cảm giác nó ngượng ngượng đúng không? Nhưng mà bạn bố lần 5, lần 6, lần 7, lần 8, bạn tuyên bố tới 100 lần. Bạn nói I'm super self, I'm super self, I'm super self. Bạn tuyên bố tới 100 lần thì lập tức nó đi vào vậy.
trong tìm tính luôn, và nó cứ nghĩ rằng nó đã được cài đặt, và cái tìm tính nó cứ nghĩ rằng là bạn là người vô cùng giỏi gì, giỏi sao các bạn nhận ra điều này. Đó là lý do mình yêu cầu các bạn phải tuyên bố những điều tích cực. Các bạn nhận ra điều này để nó đi vào trong cái gì, trong cái tiềm thức của mình, và mình cho các bạn chơi cái game. Các bạn nhận ra điều này chưa? Và trong cái game, ví dụ cái game mà các bạn đi qua cái game thử thách đó, các bạn đi qua cái mặt dây đó có phải không ạ? Lúc đó bạn sợ không? Sợ. Cái gì nó đang điều khiển con người bạn? Cái tiềm thức. Ok, nó sợ. Nó nói là cái đó mà chạy ghê lắm, mày đừng có qua, em sợ nó đủ thứ đó. Các bạn hiểu ý của mình không ạ? Nó đang điều khiển bạn. Nhưng mà thứ là bạn vượt qua được là bạn đang tạo ra một cái moment trong cái tiềm thức là nó đâu có cái gì phải ghê lắm đâu. Các bạn hiểu ý của mình không ạ? Cái game đi bán hàng là lúc nào bạn mới bán hàng, bạn sợ không? Sợ lắm, sợ đủ thứ đó. Nhưng mà bạn làm được một cái, tự nhiên bạn thấy nó vô cùng gì? Tuyệt vời. Mà bán hàng đâu có gì ghê đâu, nhưng chúng ta nghĩ đâu. Các bạn nhớ ra điều này chưa? Ok chưa? Một người lãnh đạo xuất sắc là một người sẽ giúp cho người đó vừa phát triển gì? Làm nào cái vừa phát triển và vừa đảm gì? Đánh thức cái gì ạ? Khi tìm thức lên, các bạn thấy đây tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời. Chúng ta có một phút chia sẻ với những người bên cạnh về những yếu tố này không ạ?